danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em, Chúa Nhật thứ ba mùa Giáng vòng còn gọi là Chúa Nhật của niềm vui. Chúng ta thấy áo các cha dâng lễ màu hồng và bài ca nhập lễ chúng ta vừa nghe nói đến hãy vui lên, Chúa gần đến rồi. Và cái niềm vui này thúc đẩy chúng ta chuẩn bị một cách tích cực hơn để Chúa ở trong tâm hồn chúng ta và sống đạo tích cực hơn, là mang Chúa, mang niềm vui đến cho mọi người chung quanh. Chúng ta dâng lễ hợp ý cầu nguyện cho linh hồn Phêrô Maria. Để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, này dân Chúa đem tất cả niềm tin đợi chờ ngày lễ sinh nhật Đấng Cứu Thế. Xin hướng niềm vui chúng con về chính nguồn hoan lạc của mầu nhiệm Giáng sinh cao cả, để tâm hồn chúng con hoàn toàn đổi mới mà họp mừng ngày cứu độ đã gần kề. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Trích sách tiên tri Isaiah. Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, báo tin ân xá cho những kẻ bị lưu đày, phóng thích cho những tù nhân, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa, vì lòng tôi hoan hỷ trong Chúa tôi. Vì người đã mặc cho tôi áo phần rỗi và choàng áo công chính cho tôi, như tân lang đầu đội triều thiên, như tân nương trang sức bằng ngọc bảo, như đất đâm chồi, như vườn nảy lộc. Chúa cũng làm phát sinh công chính và lời ca tụng trước mặt muôn dân. Đó là lời Chúa. Đức Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi, vì người đã nhìn đến phận hèn tơ nữ người. Thực từ đây, thiên hạ muôn đời sẽ khen tôi có phước. Linh hồn tôi ngợi mừng trong Chúa, vì Đấng đã làm cho tôi những điều trọng đại. Người quyền năng và danh người là thanh, đức từ bi người từ đời nọ tới đời kia dành cho những ai kính sợ người. Linh hồn tôi dậy mừng trong Chúa. Kẻ đói khát, người cho nó đầy thiên hảo,
bọn giàu sang người đuổi về tay không. Chúa đã nhận sang sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng từ bi của người. Linh hồn tôi dậy mừng trong Chúa. Trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Thessalonica. Anh em thân mến, anh em hãy vui mừng luôn, hãy cầu nguyện không ngừng trong mọi việc. Hãy cảm tạ Chúa, vì đó là thánh ý Thiên Chúa về tất cả anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Đừng dập tắt thánh thần, đừng khinh khi các lời tiên tri, nhưng hãy nghiệm xét mọi sự, điều gì tốt hãy giữ lại, hãy tránh xa sự dữ dưới mọi hình thức. Xin chính Thiên Chúa bình an thánh hóa anh em toàn diện, để thần trí, linh hồn và thể xác anh em được gìn giữ toàn vẹn trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự đến. Đấng đã kêu gọi anh em, chính Người là đấng trung tín, chính Người sẽ thực hiện. Đó là lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Có người đã được Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng. Và đây là chứng của Gioan. Khi những người Do Thái từ Jerusalem sai các vị tư tế và các thầy Lê Vi đến hỏi ông là ai? Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng, tôi không phải là Đấng Kitô. Họ liền hỏi, thế là gì? Ông có phải là Elia chăng? Gioan trả lời, tôi không phải là Elia. Hay ông là một đấng tiên tri? Gioan đáp, không phải. Họ liền bảo, vậy ông là ai để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi? Ông tự xưng là ai? Gioan đáp, tôi là tiếng kêu trong hoang địa, hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaiah đã loan báo. Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi Gioan rằng, nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa? Gioan trả lời, tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi có đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính đấng ấy đã có trước tôi và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Việc này xảy ra tại Bethania bên kia sông Giô-đan, nơi Gioan làm phép rửa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta không còn bao nhiêu ngày nữa là mừng Chúa Giáng sinh. Đây là một cái tin mừng lớn. Thế nhưng lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta về một điều quan trọng. Đó là tin mừng lớn mà không được nhận biết. Và để lên hệ đến cái tin mừng này, ta xem lại trong cuộc sống của chúng ta cũng có nhiều vấn đề. Trên Tuổi Trẻ Online có bài viết về sách giáo khoa của chúng ta, và trong đó viết bộ sách chuẩn
bộ sách chuẩn duy nhất được sử dụng trong hệ thống giáo dục quốc dân, gọi là sách chuẩn, thế nhưng lại khiến giáo viên bức xúc vì còn quá nhiều lỗi. Trong đó, những hậu quả nghiêm trọng, ví dụ như cái xe ở Việt Nam mình, xe Toyota, mà cái lỗi ở trên cái trục tay lái, và hãng Toyota đã phải thu hồi lại để sửa cái pulley trục khuỷu cho xe Toyota Camry 3.0. Và sách giáo khoa sai, tay lái xe sai, nói với chúng ta một điều quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, đó là cái gì đang điều khiển cuộc sống của chúng ta. Ai trong chúng ta cũng đi tìm hạnh phúc, thế nhưng con đường hạnh phúc dường như là chẳng ai giống ai. Vậy thì chúng ta phải cứ vào đâu để biết được là mình đang đi trên con đường dẫn đến hạnh phúc thực sự. Và lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta, Chúa mới là cái nguồn mạch mọi hạnh phúc của chúng ta. Và như thế thì quả thực chúng ta đã mắc một cái sai lầm đáng kể, đó là chúng ta loay hoay đi tìm hạnh phúc ở khắp mọi nơi, thế nhưng lại gạt Chúa ra bên ngoài cuộc sống của mình. Chúa xuống thế để làm gì? Chúa xuống thế để nói lại cái lời mà Chúa đã nói với chúng ta từ khi dựng nên loài người chúng ta. Đó là Chúa dựng nên chúng ta để làm cho chúng ta được hạnh phúc. Và lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah đã nói, Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu cho tôi, người sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, báo tin ân xá cho kẻ bị lưu đày, phóng thích cho những tù nhân, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Chúa là Cha rất nhân lành, sai Con một xuống thế làm người đến cùng chúng ta. Như vậy, cái điều mà Chúa tìm kiếm là hạnh phúc cho chúng ta, và chúng ta cũng tìm kiếm điều đó. Thế nhưng chúng ta có tìm kiếm Chúa hay không? Quả thực chúng ta tìm kiếm hạnh phúc ở khắp nơi, nhưng mà không tìm kiếm Chúa thì chúng ta đã có một cái sai đáng kể trong cuộc sống của mình. Trong thời gian gần đây, trong những lúc có những người đến xưng tội, rồi có nhiều tội chúng ta đã phạm, mà tội nào cũng là cái điều làm cho chúng ta xa Chúa. Và có những người đã xưng tội, đã không bỏ đi lễ Chúa Nhật chẳng hạn, rồi hay là không đọc kinh sáng tối, thì tôi chẳng biết khuyên làm sao, chỉ biết khuyên một điều là mỗi ngày chúng ta dành một phút để cho Chúa. Một ngày chúng ta dành nhiều phút cho việc này, cho việc kia, thậm chí cho những cuộc chơi, cho những buổi nhậu, nhưng mà có khi không có một phút để dành cho Chúa thì chúng ta đã quên điều quan trọng, thiệt là đáng trách. Chúa không trách chúng ta, nhưng mà chính chúng ta làm thiệt hại cho chính mình. Và khi chúng ta đến với Chúa rồi thì lúc đó mọi chuyện trong đời của chúng ta đều có sự chăm sóc tận tình kỹ lưỡng của Chúa. Trong bài học 2 chúng ta đã nghe nói về việc Chúa chăm sóc chúng ta. Và có một câu mà có lẽ là khi nghe thì chúng ta thấy khó chấp nhận, nhưng với những ai tin vào Chúa rồi thì lúc đó chúng ta thấy đúng là như vậy. Đó là hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Là sao vậy?
Một người cha, một người mẹ chăm sóc con của mình, có lúc thì phải dậy, có lúc thì phải ngủ, rồi có lúc ăn cái này mà không được ăn cái kia. Và trong tất cả mọi giây phút trong cuộc sống thì người con đó sống trong cái tình thương của cha mẹ. Có cái miếng bánh mà chưa tới giờ ăn thì không được ăn, không phải là vì cha mẹ ghét con, nhưng mà vì thương con. Có điều là người con không hiểu được ngay. Và Thánh Phaolô có một câu diễn tả trọn vẹn cái niềm tin vào Chúa trong thư thứ nhất Tê-sa-lô-ni-ca mà chúng ta đã nghe trong bài đọc hai ngày hôm nay. Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Điều này thật là khó, nhưng mà với những ai sống trọn vẹn niềm tin vào Chúa rồi thì cảm thấy đúng là như vậy. Năm 1980, có một người, anh ta tên là Cordell Brown, bước vào trong cái câu lạc bộ của những nhà quán quân ở bên Mỹ. Anh ta đến để nói chuyện với mọi người về hạnh phúc. Và người ta ngạc nhiên tại sao một người đã bị bại liệt não rồi, tê liệt não, và không phải là tê liệt hết, nhưng mà tê liệt một phần đáng kể, lại đến mà nói về hạnh phúc cho những người khác. Mà những người khác đó là ai? Là những người đang được nhiều thành công ở trong xã hội. Đó là câu lạc bộ của những quán quân mà. Thế nhưng cuộc nói chuyện của anh đã thu hút nhiều người, đặc biệt là trong cái câu nói kết, anh ta nói với những người đang thành đạt đó: bạn có thể thành công suốt cả cuộc đời và lãnh cả triệu đô la mỗi năm, nhưng khi ngày giờ đến, ngày mà người ta đóng nắp cái quan tài của bạn lại, thì bạn không khác gì tôi đâu. Đó là lúc mỗi người chúng ta đều trở nên giống như nhau. Tôi nói đến điều đó để nói với các bạn cái điều quan trọng đó là gì. Tôi không cần tới những gì các bạn đang có trong cuộc sống, nhưng tôi chắc chắn một điều là các bạn cần một điều mà tôi đang có, đó là Đức Giêsu Kitô. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa đã đến với chúng ta. Và cái điều chúng ta cầu xin Chúa trong thánh lễ này, đó là xin Chúa cho chúng ta cũng biết tìm đến với Chúa. Chúa cần chúng ta, nhưng chúng ta có cần Chúa hay không? Khi chúng ta đến với Chúa thì Chúa vui mừng đến với chúng ta, và lúc đó chúng ta có thể tìm được hạnh phúc trong từng giây phút của cuộc sống mình. Amen. Và chỉ cho chúng ta thấy hãy đón nhận và yêu mến tha nhân là mở lòng đón Thiên Chúa xót thương đến và ở lại trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta ca ngợi tình thương Chúa và dâng lời nguyện xin: hãy tránh xa sự dữ dưới mọi hình thức,
Xin mọi người thành phần dân Chúa can đảm sống thành thật, công bằng, tha thứ và yêu thương, để góp phần đẩy lùi sự dữ và lan tỏa lòng thương xót của Chúa trong thế giới này. Xin Chúa nhắc nhở chúng con. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương. Xin cho những người đang buồn phiền và đau khổ biết vững lòng cậy vào tình thương và quyền năng Chúa để vượt thắng khó khăn và tìm lại bình an. Xin Chúa nhắc nhở chúng con. Tôi là tiếng kêu trong hoang địa. Xin cho tất cả cộng đoàn chúng ta giữa những ồn ào của cuộc sống biết nhận ra tiếng Chúa mời gọi và mau mắn thực thi điều Chúa muốn. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Lạy Chúa nơi Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa đã tuôn đổ lòng thương xót trên chúng con những người tội lỗi và khổ đau. Xin cho chúng con mở rộng tâm hồn đón nhận và hân hoan chia sẻ lòng thương xót của Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ bởi tay Cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa và lạy Chúa, xin cho chúng con hằng biết dâng lên Chúa lễ tế chứng tỏ lòng tôn kính mến yêu. Ước chi hy lễ này hoàn toàn thể hiện được ý muốn của Đức Kitô khi lập bí tích thánh thể là đem lại cho cả thế giới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là đấng các tiên tri loan báo, Đức Mẹ đồng trinh đã cứu mang với tình yêu khôn ta. Thánh Gioan đã loan tin sắp đến và chỉ cho thấy khi người xuất hiện. Người là đấng làm cho chúng con hân hoan đón nhận mầu nhiệm Giáng sinh, để khi người đến sẽ thấy chúng con đang tỉnh thức và hân hoan ca tụng người. Vì thế cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Chúa là Thiên Chúa cao đạo bền,
là Đấng Thánh, là nguồn mời sự thánh thiên. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mâu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện đốt mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Mục Emmanuel chúng con, Đức Cha Thomas và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, nước Cha thì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sẽ chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô,
đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ người. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa Yê-a. Thậm chí tôi mừng vui vời vời trong đấng cứu Chúa tôi. Chúa đã du thương, Chúa đã du thương, vậy nên tôi ta. Vì vậy đến muôn đời, vì vậy đến muôn đời, tôi cũng cất tiếng lên. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa rất từ bi nhân hữu, chúng con nài xin Chúa cho thánh lễ này thánh thời chúng con sạch vết nhơ tội lỗi và chuẩn bị tâm hồn chúng con mừng những ngày đại lễ sắp tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em thân mến, hôm nay tôi hết lòng xin lỗi anh chị em vì đã có thái độ nóng giận trong thánh lễ. Xin lỗi anh chị em và em điều chỉnh âm thanh. Mọi cái giận đều là sai cả. Xin lỗi anh chị em, xin cầu nguyện cho cha xứ của anh chị em. Rồi sau lễ chúng tôi sẽ ngồi tòa giải tội trong suốt tuần này cho những ai cần. Xin cảm ơn. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.